Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cô lắng nghe bài thơ Chủ nhật đáng nhớ được trích từ cuốn sách Đọc mở rộng lớp 3 do Quý Book phát hành. Xin mời các em cùng lắng nghe. Chủ nhật đáng nhớ. Mẹ hứa ngày chủ nhật hẹn đưa em đi chơi. Trong lòng em phơi phới, chao ôi thật là vui. Cuối cùng cũng đã tới ngày chủ nhật đi chơi. Em thức dậy thật sớm rồi chuẩn bị đi thôi. Mẹ đưa em đi tới một sở thú thật to, có rất nhiều động vật ở đây thật hay ho. Chú khỉ con lông xám, chú thỏ con trắng tinh, hổ con và hùa mẹ nhìn trông thật là xinh. Em ngước lên bảo mẹ: mẹ ơi, thật là vui. Con mong ngày chủ nhật sẽ luôn được đi chơi. Bài thơ Chủ nhật đáng nhớ đã mang đến cho các em những cảm xúc vui tươi, hào hứng về một ngày cuối tuần đầy ắp những hoạt động thú vị cùng gia đình. Qua bài thơ, tác giả muốn nhắn nhủ rằng những chuyến đi chơi, dù lớn hay nhỏ, không chỉ đem lại niềm vui mà còn là cơ hội để các em trải nghiệm những điều mới lạ và tạo ra những kỷ niệm quý giá bên những người thân yêu. Các em hãy luôn trân trọng và tận hưởng từng khoảnh khắc ấy, vì những phút giây bên gia đình sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp theo suốt hành trình trưởng thành của các em. Những chuyến đi chơi không chỉ là niềm vui tạm thời, mà đó còn mang lại cho các em những trải nghiệm tuyệt vời và ý nghĩa.